Dạ, bất động sản Long An xin kính chào cô chú anh chị. Dạ, bất động sản Long An xin hôm nay xin giới thiệu tới cô chú anh chị một miếng đất có lúa, có thổ cư nữa, tọa lạc tại ấp Đông, xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Dạ. Thì cái miếng đất này á cách đường huyện 82 á là khoảng 1 cây số của chú anh chị. Dạ. Cách cầu kinh nước mặn á là 2 cây số, cách khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông á là 4 cây số. Dạ. Thì từ vị trí này ra ủy ban nhân dân xã Phước Đông á là khoảng 1 cây rưỡi số của chú anh chị. Dạ. Thì cái miếng đất này tổng diện tích của nó là 5.248 m², tức là hơn nửa mẫu của cô chú anh chị. Dạ, gồm 4 thửa, mà trong đó có 489 m² là đất thổ cư. Đây, cái đất thổ cư là có cái căn nhà em đang xoay, em quay camera đây. Thì cái thửa này á, đây cô chú anh chị, từ cái bờ tre này ha tới hết cái trước nhà là cái cục thổ cư, nó nằm trên giữa là 489 m². Còn tổng cái miếng đất á, cô chú anh chị theo em hướng dẫn, tổng cái miếng đất á, tổng miếng đất là theo cái hướng tay em chỉ á, là ngay chỗ cái bờ á, và ngay chỗ cái cột điện á, cô chú anh chị. Và đi ngang qua, và kéo ngang qua cái 15 m, và kéo ngang qua tới bờ bên kia theo cái mặt tiền đường đan hướng em chỉ á, là 15 m. Dạ, 15 m kéo dài. Dạ, kéo dài còn bề dài á, là từ đường đan này cô chú anh chị, tại nó dài lắm em không có cộng được. Kéo dài qua khỏi căn nhà mình, đi thẳng lên trên kia. Dạ, đi thẳng lên kia hết miếng đất ruộng trước cửa nhà, giáp với cái bờ dừa và dừa của anh ta trước luôn. Dạ, làm 2 miếng ruộng ở trước và miếng ruộng ở sau, ở chính giữa là cục thổ cư cất nhà cô chú anh chị. Dạ, giá hiện tại là 2.9 tỷ. Dạ, em xin nhắc lại, hôm nay kênh bất động sản Long An xin giới thiệu một miếng đất tọa lạc tại ấp Đông, xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Dạ. Thì vị trí đất này á, cách đường, cách cầu kinh nước mặn á, là khoảng 2 cây số. Dạ. Là cách khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông á, là khoảng 4 cây số. Dạ. Thì cái miếng đất này á, có tổng diện tích là 5.248 m². Dạ, trong đó có 489 m² đất thổ cư. Dạ, còn lại là đất lúa. Dạ, cô chú, dạ, cô chú anh chị xem. Dạ, giá là 2.9 tỷ. Dạ. Căn nhà thì thật ra căn nhà cũng nhà cấp 4 thôi. Dạ, gỗ rồi xây tường rồi lập ngói. Dạ, vách thì vách tôn. Dạ, cô chú anh chị xem. Dạ, cái riêng cái cục đất thổ cư là nền cao rồi. Vòng vòng có trồng cây. Dạ. Dạ, cô chú anh chị xem. Dạ. Dạ, em xin nhắc lại, giá cho tổng diện tích đất này 5.248 m², và bán hết không có bán lẻ cô chú anh chị. Dạ, là 2.9 tỷ, bao ra sổ hồng. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã đón xem video. Xin hẹn lại cô chú anh chị các video sau. Dạ, xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị.